Các bạn đã từng nhìn thấy cây củ dền bao giờ chưa? Đây là cây củ dền các bạn này. Loại này mình trồng ấy là mình không phải để ăn lá nữa mà mình trồng để ăn củ. Thì các bạn có thể nhìn thấy là củ của nó bắt đầu nó phát triển đây. Đại đa số chúng ta thì đều biết đến là cây dền, là rau dền dùng để nấu canh đúng không? Nhưng mà hôm nay thì có củ của nó nhá. Đây là củ dền nhá. Không biết là có bạn nào được ăn loại củ này chưa? Loại củ này ăn thì nó rất là mát, cây của nó thanh nhiệt. Đây là một gốc nữa các bạn này. Và đây là một gốc này mà mình trồng ở đây, là một vùng ở đây, để thứ nhất là mình test thử chất lượng hạt giống của nó như thế nào, và thứ hai nữa là mình test xem nó sinh trưởng và phát triển có tốt hay không. Trên tay mình đây là gói hạt giống của nó các bạn này. Khi mà nó phát triển tốt đấy thì nó sẽ cho trái như thế này. Chúng ta sẽ có những cái củ như thế này để chúng ta thu hoạch, chúng ta cắt vào, chúng ta nấu canh ăn thì nó rất là ngon các bạn nhé. Từ bao hạt giống của nó như thế này, sau một thời gian mình trồng ấy thì nó sẽ lên cây con của nó như thế này các bạn này. Đây là cây con của nó nhá. Sau khi mình gieo hạt, nó nảy mầm, nó phát triển thì nó bắt đầu nó sinh trưởng lên, thì nó sẽ lên lớn dần lên như thế này. Đấy, các bạn có thể thấy là những cây của nó lớn dần lên. Và bên này là cái khu mà mình trồng đây các bạn này. Thì các bạn sẽ thấy mình còn trồng một cây nó vào ở trong chậu này nữa cơ, để test thử xem nó khả năng nó chịu hạn nó có tốt không. Thì mình thấy là nó chịu hạn tốt. Và củ dền này thì mình trồng vào mùa hè nó hợp. Hôm trước là mình trồng hơi sớm quá, vào mùa lạnh thì nó phát triển nó chậm hơn. Nhưng mà hôm nay thì mình trồng vào mùa hè, mình cảm giác là nó phát triển nó nhanh hơn. Đấy, bắt đầu nó ra củ cho mình rồi các bạn này. Đây là củ của nó khi còn nhỏ đây. Mình sẽ để như thế này một thời gian sau. Và mình đến lúc mình thu hoạch, mình sẽ quay video review lại cho các bạn xem, để mình thu hoạch lúc nó lớn thì nó như thế nào. Và mình có thể là mình cắt cái củ của nó ra để cho các bạn xem. Đây, đây là khu mình trồng. Ngoài củ dền ra thì còn có củ cà rốt các bạn này. Củ cà rốt, đấy là củ cải. Đây, củ cà rốt này. Cái này là củ cải các bạn này. Các bạn thấy củ cải đây chưa? Đây này, này. Củ cải mình trồng đây này. Còn đây là bí nhá, bí ngòi nhá. Để review cho các bạn, đây là khu mà tiểu cảnh sân vườn của mình đây. Thì mình cải tạo nơi này để trồng rau. Các bạn thấy có thích không? Đấy, khu mình hôm trước là trồng cỏ, nhưng bây giờ mình cải tạo mình trồng rau để ăn rau sạch cho nó vui. Đấy, review cho các bạn xem đấy nhé.